nhiều cái thao. Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Danh dự Liên đoàn Kinh đô Việt Nam, quý vị đại biểu, toàn bộ khách mời cùng các đồng chí phóng viên báo đài thân mến. Thay mặt Liên đoàn Kinh đô Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến dự Đại hội Liên đoàn Kinh đô Việt Nam. Như chúng ta biết là hôm qua toàn bộ các đại biểu đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức để tiến hành Đại hội Liên đoàn Kinh đô Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ báo cáo lại hết với đại hội để chúng ta biết về nhiệm vụ cũng như phương hướng sắp tới của liên đoàn. Thay mặt cho Liên đoàn Kinh đô Việt Nam, xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã tham dự và xin chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Ngọc Đệ, Chủ tịch Liên đoàn Kinh đô Việt Nam.